Các bạn nhỏ ơi, sau mỗi đêm ngủ thật ngon giấc và mỗi buổi sáng thức dậy, các con thường làm gì nhỉ? Trong video ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu các hoạt động hàng ngày chúng ta làm vào mỗi buổi sáng và những hoạt động đó chúng ta nói bằng tiếng Anh thì như thế nào? Chúng ta hãy cùng San San Ta tìm hiểu qua video dưới đây nhé! Hoạt động đầu tiên vào mỗi buổi sáng của các con là thức dậy đúng không nào? Vậy vào buổi sáng tôi thức dậy, chúng ta nói tiếng Anh như thế nào? Hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau học nhé! In the morning, I wake up. In the morning, I wake up. Bé ơi, khi chúng ta thức dậy, chúng ta thường làm gì nào? Chúng ta xuống khỏi giường đúng không nào? Vậy vào buổi sáng tôi ra khỏi giường nói tiếng Anh thì như thế nào? Cô và các con sẽ cùng học nhé. In the morning, I get out of bed. In the morning, I get out of bed. In the morning, I get out of bed. Hoạt động tiếp theo, sau khi thức dậy, các con sẽ đi đánh răng đúng không nào? Vậy vào buổi sáng tôi đánh răng nói bằng tiếng Anh thì nói như thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ cùng San San Ta học nhé. In the morning, I brush my teeth. In the morning, I brush my teeth. Sau khi đánh răng xong, chúng ta sẽ rửa mặt đúng không nào? Vậy câu nói vào buổi sáng tôi rửa mặt thì nói tiếng Anh như thế nào? Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau đọc theo cô nhé. In the morning, I wash my face. In the morning, I wash my face. Sau khi đánh răng xong, chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Các bạn gái sẽ đi chải tóc đúng không nào? Vào buổi sáng, tôi chải tóc, nói tiếng Anh thì như thế nào? Sau đây, cô và các con sẽ cùng nhau học nhé! In the morning, I brush my hair. In the morning, I brush my hair. Sau khi các con đã làm vệ sinh cá nhân thì chúng ta sẽ đi ăn sáng đúng không nào? Vậy hoạt động ăn sáng chúng ta nói như thế nào? In the morning, I eat breakfast. In the morning, I eat breakfast. In the morning, I eat breakfast. Các con ơi, trên màn hình của cô là một bạn nhỏ đang làm gì vậy? Đó là một bạn nhỏ đang mặc đồ đúng không nào? Vậy câu nói vào buổi sáng tôi mặc đồ tiếng Anh nói như thế nào nhỉ? Cô và các con sẽ cùng nhau học nhé. In the morning, I get dressed. In the morning, I get dressed. In the morning, I get dressed. Các con ơi, trên màn hình của cô đó là hình ảnh một ngôi trường và hai bạn nhỏ đang đi đến trường đấy. Vào buổi sáng, tôi đi đến trường của tôi, nói tiếng Anh thì như thế nào nhỉ? Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau học nhé. In the morning, I go to school. In the morning, I go to school. Các con ơi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn nào học một lần mà chưa nắm được kiến thức hoặc chưa rõ thông tin thì các con có thể xem lại video nhé. Các bạn nhỏ ơi, các bạn đừng quên bấm like, share, subscribe kênh để nhận được những video mới nhất từ San San Ta nhé.
Bây giờ cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con. Bye bye!